Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức phiên họp lần thứ 58 cho ý kiến về các chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh vào chiều nay. Chủ tịch Quỹ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chủ trì phiên họp. Các nội dung thảo luận tại phiên họp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, công thương, kế hoạch đầu tư và tư pháp. Cụ thể là quy định một số chỉ tiêu ước tính chi phí phát triển và các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất thực hiện dự án theo phương pháp thẳng dư trên địa bàn tỉnh chủ trương chuyển hình thức sang thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuế của các doanh nghiệp sử dụng đất. Dự thảo thỏa thuận tuyến đường dây điện 110 kV và 22 kV liên quan đến đất cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư. Phương án xử lý các khó khăn, vướng mắt trong lập dự toán tổng mức đầu tư đối với dự án không có cấu phần xây dựng. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở Hoàng Hà Mi Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh thống nhất với các nội dung trình đồng thời cho biết khi các chủ trương quyết định ban hành sẽ tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở công thương sở xây dựng công ty điện lực phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án công trình điện vừa đảm bảo mỹ quan đô thị vừa đạt tiêu chuẩn an toàn lưới điện